Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK. Rồi, trong video lần trước thì mình có nói với các bạn về 10 vị tướng mà newbie chúng ta nên ưu tiên lên đầu game. Thì tại sao lại có cái video đó các bạn? Tại vì video đó là những con tướng mà các bạn nên ưu tiên lên trong giai đoạn đầu game. Và tiếp nối cái video đó các bạn thì mình sẽ ra thêm một video nữa, đó là giới thiệu về chức năng di sản gan góc cũng như là cái hướng dẫn sử dụng và cái tác dụng chính của cái sự kiện mang tên là di sản gan góc nha. Rồi, về cái sự kiện di sản gan góc này là sự kiện dành cho newbie. Khi mà các bạn vượt được map 10 thì nó sẽ bắt đầu mở khóa cái sự kiện lần này. Và cứ các bạn đạt được 100 điểm hoạt động trong tuần thì các bạn sẽ nhận được một lần kế thừa. Và tiến độ nó sẽ được tạo mới hàng tuần các bạn, và cái số lần kế thừa nó sẽ giữ lại. Ví dụ ở đây thì các bạn có thể thấy số lần kế thừa còn lại của mình hiện tại đang 1. Rồi, đây là di sản gan góc nha các bạn. Đây là cái màn hình chính của sự kiện này. Rồi, các bạn bấm vào cái nút thăng để chúng ta xem cái mô tả sự kiện nha. Khi tới chương 10, sự kiện di sản gan góc sẽ mở vào ngày hôm sau. Các bạn lưu ý qua ngày hôm sau nó mới mở. Kiểu các bạn mới tới ngày hôm đó nó sẽ không mở nha. Kéo dài tới 56 ngày. Trong thời gian sự kiện, bạn có thể dùng một lần kế thừa để chọn hai tướng và truyền di sản. Sau khi nhận di sản, hai tướng sẽ hoán đổi bao gồm cấp nè, trang bị chuyên, nội thất thần thoại, phù điêu vĩnh cửu và trang bị T3, T4. Như vậy thì với cái di sản gan góc này thì nó sẽ hoán đổi cả trang bị chuyên, nội thất, phù điêu và cả trang bị mang trên tướng sẽ hoán đổi luôn nha. Cái di sản gan góc này cực kỳ xịn các bạn. OD rất thích cái này nhưng mà OD thì không có cơ hội được xài cái này đâu. Rồi, trong thời gian sự kiện, bạn sẽ nhận được một lần kế thừa sau khi đạt 100 điểm hoạt động mỗi tuần. Có thể kiếm điểm hoạt động tuần bằng cách hoàn thành nhiệm vụ tuần. Điểm sẽ bị xóa khi nhiệm vụ tuần tạo mới. Có thể nhận tối đa 4 lần thừa kế trong sự kiện này. Như vậy thì chúng ta sẽ có tối đa 4 lần sử dụng cái chức năng di sản gan góc. Không thể hoán đổi trang bị không phải T3, T4 cũng như nội thất phi thần thoại. Đó, các bạn hiểu ý này nha. Nếu là chúng ta mang nội thất không phải là nội thất đỏ, chúng ta mang nội thất vàng, cũng như trang bị không phải là trang bị T3, T4 thì nó không có hoán đổi được các bạn lưu ý. Các tướng thức tỉnh, không gian và bậc không thăng thiên không thể nhận di sản, ngộ không và Flora cũng vậy. Tướng mới cũng không thể nhận di sản trong vòng 60 ngày kể từ ngày ra mắt. Rồi các bạn hiểu nha. Các tướng thức tỉnh nè, không gian, bậc không thăng thiên không thể nhận di sản, ngộ không và Flora cũng vậy ha. Tướng mới tức là những con tướng mới ra, nếu mà chưa đủ 60 ngày kể từ ngày ra mắt thì chúng ta cũng không thả vào trong di sản gan góc được. Sau khi tướng đã nhận di sản gan góc, tất cả các tướng kế thừa trong túi và hộp thư của bạn sẽ được hoán đổi với tướng mục tiêu. Điều này có nghĩa là ví dụ như vậy đi. Mình hiện tại đang có một cái con, giờ mình ví dụ mình lấy mẫu là con này. Mình lấy mẫu là cái con Anasta. Mình sẽ di sản sang cho cái con gọi là con Ivan chẳng hạn đi. Rồi, mình sẽ di sản hai con này ha. Mình làm mẫu cho các bạn xem. Rồi các bạn hãy vào cái chỗ tướng thì các bạn sẽ thấy con Anasta hiện tại mình đang có 3 copy. Là một copy bậc tím cộng một copy bậc tím. Rồi, con Ivan của mình hiện tại chỉ có đúng một copy duy nhất bậc tím. Thì khi mà mình sử dụng cái chức năng di sản gan góc này các bạn. Khi mà mình sử dụng cái chức năng di sản gan góc như thế này. Đó, khi mà mình sử dụng chức năng di sản này thì nó sẽ hoán đổi lại cái con Anasta sẽ là một cái con tướng bậc tím và cái con Ivan sẽ có hai con tím cộng và một con bậc tím các bạn. Các bạn có thể hiểu chính xác cái này. Kể cả cái mảnh cái con Anasta này nó có nằm trong túi, tức là trong thư, trong túi hoặc là trong kho đồ nó cũng sẽ swap hết. Và nếu mà cái con Ivan này chúng ta còn một mảnh Ivan nữa trong thư, nó cũng sẽ chuyển thành của con Anasta. Các bạn có thể hiểu như vậy nha. Swap sử dụng chức năng di sản gan góc, nó sẽ chuyển kể cả cái copy trong túi, trong thư, nó đều chuyển hết các bạn. Tí nữa thì mình sẽ thực hành cho các bạn xem. Chúng ta tiếp tục tới các mục tiếp theo nha. Rồi, các tướng đã nhận di sản gan góc sẽ bị xóa khỏi pha lê cộng hưởng. Điều này có thể khiến cấp của họ thay đổi và dẫn tới việc họ bị xóa khỏi hệ thống trong trò chơi, bao gồm nhưng không giới hạn cuộc thám hiểm vực thẳm và nhà trọ cây xoài. Tức là trong nhà trọ cây xoài và cuộc thám hiểm vực thẳm thì nó sẽ không bị xóa. 8. Một số hệ thống và lối chơi sẽ tạo mới trạng thái của tướng theo thời gian thực. Chúng bao gồm nhưng không giới hạn
Cứu Viện Vực Thẳm, Hợp Nhất Linh Hồn, Kẻ Nứt Thời Gian và Giải Vô Địch Thiền Thoại. Nói chung là nó ảnh hưởng tới mấy, khi các bạn sử dụng cái chức năng swap thì nó sẽ ảnh hưởng tới một số cái chế độ chơi như vậy. Khi tướng nhận một di sản làm thay đổi bậc của họ, trạng thái kích hoạt liên minh tướng của họ sẽ được tạo mới, giọt nước hoàn hảo nhận trong cây sinh mệnh sẽ không thay đổi. Và các bạn hiểu như này nha. Ví dụ như trong thư viện chúng ta có liên minh. Và ví dụ như là mình liên minh giữa cái con Nemora đi. Có liên minh Nemora nhưng mà mình lại sử dụng cái chức năng di sản gan gốc, biến cái con Nemora này biến thành một cái bậc thấp hơn thì trong liên minh này nó bị xóa. Tuy nhiên, các bạn lưu ý là khi mà chúng ta lên bậc một tướng thì chúng ta sẽ nhận được giọt nước hoàn hảo trong cây sinh mệnh ha. Chúng ta sẽ nhận được giọt nước hoàn hảo trong cây sinh mệnh khi mà chúng ta lên được tướng. Như vậy ở trong cái di sản gan gốc này nó mô tả đó là khi mà các bạn di sản lại á, thì cái nó sẽ không có reset cái giọt nước sinh mệnh, không reset lại trong cái nhánh cây. Rồi. Đó là mình vừa giới thiệu cho các bạn toàn bộ về cái sự kiện di sản gan gốc. Bây giờ sẽ là hướng dẫn sử dụng và chúng ta nên sử dụng cái chức năng này như thế nào. Thì cái này thì nó liên quan tới những cái con tướng mà mình vừa giới thiệu trong cái video trước. Đó là 10 cái con tướng mà các bạn nên ưu tiên lên đầu game. Thì đối với tướng đặc biệt, tướng không gian và tướng thức tỉnh thì chúng ta không thể sử dụng cái chức năng di sản gan gốc được, thì mình sẽ bỏ qua. Chúng ta sẽ đến với những cái con tướng hệ thường. Bây giờ ví dụ hệ người ma ánh sáng thì chúng ta nên ưu tiên ai? Hệ người ma ánh sáng thì chúng ta sẽ nên ưu tiên Jerome. Chúng ta ưu tiên Bulmer. Và chúng ta ưu tiên Scarlet. Đó là trong video lần trước ha. Rồi đối với người thú thì chúng ta sẽ ưu tiên Naroko. Hệ rừng thì chúng ta sẽ ưu tiên con tướng mới là Arteus. Nhưng mà con Arteus này thì hiện tại không sử dụng chức năng di sản gan gốc được, nên mình có thể tạm thời bỏ qua. Và hệ sát thì chúng ta sẽ ưu tiên là Ivan. Rồi, như sau các bạn. Tại vì trong cái quán rượu thượng lưu, khi mà các bạn cài đặt danh sách mong muốn, không chỉ là một hoặc hai hoặc là ba con tướng mà các bạn mong muốn ra, mà trong danh sách mong muốn của chúng ta mỗi hệ nó ra tới 5 con. Các bạn có thể thấy ha. Như người ma ánh sáng này thì mình đang lên là Rowan, Rosa, Bulmer, Scarlet và Jerome. Người thú thì là Anasta, Naruko, Skias, Glacero và Vaika. Người rừng thì mình có Tamros, Elrin, Nelvanthi, còn Miska cùng với Chisa. Hệ sát thì mình đang lên là Diamond, con Ivan, phu quân Simona cùng với là cái con Oden và Siulat. Thì khi mà các bạn sử dụng chức năng xâm tướng thì nó sẽ không ra chính xác những cái con tướng mà chúng ta cần. Có thể nó sẽ ra những cái con tướng khác ngoài những cái con tướng chúng ta nên ưu tiên lên đầu game mà mình vừa kể trên. Hoặc là một số bạn nào mà kiểu như các bạn chơi game mà các bạn chưa xem qua những video hướng dẫn, các bạn chưa xem qua những video hướng dẫn, các bạn không biết cài đặt danh sách mong muốn đúng và các bạn xâm ra những cái con tướng kiểu như là nó không liên quan gì tới meta, thì lúc này cái tính năng di sản gan gốc nó thể hiện được cái vai trò của mình các bạn. Thì lúc này là cái tính năng di sản gan gốc nó sẽ thực hiện cái vai trò của mình. Đó là chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng di sản gan gốc này để swap những cái con tướng mà các bạn lên không mong muốn sang những con tướng đang mạnh trong meta. Đặc biệt là list tướng mà mình vừa giới thiệu vừa rồi, là bao gồm Jerome, Bulmer, Scarlet, con Naruko và Ivan. Đặc biệt là con Ivan với lại Jerome nha các bạn, hai cái con tướng cực kỳ ngon, hai con tướng support cực kỳ ngon mà các bạn cần phải lên sớm giai đoạn đầu game. Các bạn lưu ý hai cái tên là bao gồm Jerome các bạn. Chúng ta sẽ có hai cái tên cực kỳ chú ý, đó là cái con Jerome và con Ivan sẽ là hai cái tên cực kỳ chú ý mà các bạn ưu tiên lên đầu game. Ngoài ra hệ thú thì chúng ta còn một cái tên khác mang tên là Naruko. Đây là ba cái tên đáng chú ý nhất mà chúng ta nên lên sớm giai đoạn đầu game. Và nếu các bạn xâm không ra thì các bạn có thể sử dụng chức năng di sản gan gốc để chuyển những cái copy của những cái con tướng khác sang ba cái con tướng này. Rồi, nó sẽ không giới hạn hệ đâu các bạn. Giờ ví dụ nha, hệ người ma ánh sáng hiện tại mình đang lên cho cái con Bulmer rồi. Scarlet hiện tại cũng đã đủ lên bậc đỏ. Thì Scarlet là một trong những con tướng chúng ta ưu tiên lên đầu game, thì các bạn có thể quyết định giữ lại để chúng ta lên sau. Rồi sang hệ thú, chúng ta thấy là con Naruko không ra, nhưng mà Anasta với lại Skias của chúng ta mỗi con đã được 3 copy và anh sẽ nằm trong diện tầm ngắm các bạn. Các bạn có thể sử dụng để các bạn nâng được. Rồi người rừng thì cái con Arteus chưa ra, Tamros thì nó cũng không đáng để ưu tiên lắm, thì mình sẽ bỏ qua.
Sang hệ sát các bạn, Ivan sẽ là cái tên mà các bạn ưu tiên lên. Rồi, nhưng mà chúng ta lên tướng như thế này thì chúng ta lại lại bị một cái vấn đề nữa các bạn. Đố các bạn biết là các bạn sẽ bị một cái vấn đề nào. Rồi, khi lên tướng như thế này thì mình sẽ bị một cái vấn đề nho nhỏ. Khi mà các bạn swap thì các bạn sẽ bị một cái vấn đề nho nhỏ như sau. Rồi giờ ví dụ đi, hệ sát thì hiện tại chúng ta không cần cái con diamond để làm hai bơ carry gánh team. Không cần cái con diamond làm hai bơ carry gánh team nữa các bạn, mà chúng ta sẽ ưu tiên lên cái con khác, đó là con support mang tên là Ivan. Và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái chức năng di sản ngang gốc để swap diamond sang cái con Ivan các bạn. Tại giờ nếu các bạn lên song song cả hai con cùng lúc, các bạn muốn lên song song cả hai con cùng lúc như thế này thì nó sẽ tốn rất là nhiều phút và các bạn không đủ điều kiện để các bạn lên hai con cùng lúc. Do đó một trong hai các bạn sẽ chọn một thôi. Diamond hiện tại nó đang là cái con tướng mà các bạn gắn cho cái con rem. Thì hiện tại như trong team của mình thì đã có thêm một con tướng nữa đã lên được bậc đỏ, đó là cái con Bulmer. Thì mình hoàn toàn có thể dùng Bulmer để liên kết với rem và thả con Diamond ra để chúng ta swap sang cho cái con Ivan các bạn. Chúng ta hoàn toàn có thể làm việc này, bậc Ivan càng cao thì sẽ hỗ trợ cho con rem leo map càng sướng nè các bạn, lưu ý. Rồi thêm một cái việc nữa mà mình muốn, còn một cái vấn đề nữa mà mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là chúng ta có một cái rương chọn tướng khi mà chúng ta qua được map mấy thì mình không nhớ, chắc 12 hay map 11 gì đó các bạn. Chúng ta sẽ có được một cái rương chọn tướng ở đây và chúng ta sẽ chọn những cái con tướng mà các bạn nên ưu tiên lên. Ví dụ ở đây thì các bạn thấy có một con Ivan, nhưng mà trước khi sử dụng chức năng swap thì mình khuyên các bạn không lấy, hoặc là các bạn sẽ lấy một con tướng mà các bạn dự định swap sang Ivan. Ví dụ như mình thay vì lấy con Ivan thì mình sẽ lựa chọn là con Diamond chẳng hạn để mình swap sang Ivan. Nhưng mà chỉ cho rối các bạn, mình sẽ sử dụng chức năng swap trước, di sản gai góc trước, rồi sau đó thì mình sẽ sử dụng chức năng này trước, sau đó thì mình sẽ mở rương và mình lấy con Ivan. Rồi đây là toàn bộ những gì mà mình có thể swap được. Đây ha, chúng ta sẽ chuyển Diamond từ thành cái bậc tinh nhuệ và cái con Ivan sẽ chuyển sang thần thoại. Rồi thì các bạn bấm vào đây, các bạn có thể thấy là Ivan của chúng ta có thêm một cái tím cộng như là cái con Diamond có ha, và Diamond nó trở thành một bậc tím thôi. Rồi tới lúc này thì chúng ta sẽ mở túi đồ và chúng ta mở cái rương tướng lên, chúng ta chọn một con Ivan. Như vậy thì Ivan của mình chỉ còn đúng một con tướng nữa. Ivan của mình chỉ còn đúng một con tướng nữa thì nó sẽ lên được bậc A các bạn. Rồi, Ivan của mình chỉ còn đúng một copy nữa thì nó sẽ lên được bậc A ha. Và thêm một tí phút nữa thì nó sẽ đủ. Rồi có một bạn thì các bạn có comment vào cái kênh của mình các bạn. Đó là các bạn hỏi đó là có nên swap Rezu sang Jerome không anh, thì nên nha bạn. Cái con Jerome hiện tại đang rất ngon, rất mạnh, có thể sử dụng trong rất là nhiều chế độ và nó boost rất tốt các bạn, đặc biệt là nó trâu nữa. Nó đứng tăng cho những con tăng cơ hàng sâu rất là ổn. Và các bạn nên ưu tiên lên cái con, và các bạn nên ưu tiên ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào cái chỗ pha lê cộng hưởng cho các bạn xem. Diamond của mình hiện tại đang bị hốt ha, và cái cấp độ hiện tại đang nâng là nâng cho cái con Ivan này. Nhưng mà hiện tại các bạn có thể thấy là con Ivan thì nó đang liên với rem. Đó thì các bạn cần điều chỉnh lại nha. Ivan thì các bạn cần dùng để xài, đó thì chúng ta sẽ không có liên với rem đâu các bạn, mà mình sẽ cài lại cái con Ivan này và chúng ta sẽ nâng cái con Ivan lên level 130 mấy thôi, và chúng ta sẽ nâng cái con nó chỉ định mình lên luôn 160 kìa. Mình không thể nâng lên 160 được nha các bạn. Mình sẽ chuyển liên kết từ con Ivan này, mình sẽ chuyển sang cho cái con Bulmer để cho Ivan này nó ra trận chung với cái con Rem để hỗ trợ leo map các bạn nha. Rồi thì sẽ có một số bạn thêm một số thắc mắc là các bạn nên swap con nào sang con nào. Thì cơ bản các bạn cứ thấy những cái con tướng mà mình liệt kê cho các bạn, những con tướng mà mình đã liệt kê cho các bạn, nếu team của các bạn chưa lên, team của các bạn chưa lên thì các bạn ưu tiên lên trước những con tướng đó. Và những cái con tướng khác thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng chức năng swap để các bạn chuyển sang cho cái con
cho list ba cái con tướng mà mình giới thiệu nha. Ba con tướng đó là ba con tướng chúng ta nên ưu tiên lên sớm các bạn, bao gồm Ivan, Jerome và Naruko. Rồi, tại vì di sản gan gấp của chúng ta nó chỉ có 4 lượt duy nhất thôi. Do đó thì các bạn cẩn thận sử dụng chính xác 4 lượt di sản gan gốc này. Đừng có sử dụng sai các bạn. Tại vì khi mà các bạn sử dụng sai thì chúng ta sẽ không có cơ hội để chúng ta sửa sai đâu nha. Rồi, hiện tại RAM đang liên kết với đây mình thì các bạn sẽ tách ra. Rồi sau đó bạn sẽ dùng cái con RAM này để link với cái con Polymer. Nó sẽ lại có trang bị độc quyền lại mạnh như xưa. Như vậy thôi các bạn. Rồi, nâng trang bị độc quyền cho bé Rem lên. Rồi, bây giờ một cái con Rem đi chung với một cái con Rem. Bây giờ của mình nó đi chung với một con Ivan bậc đỏ thì nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều so với đi chung với một con Ivan bậc tím các bạn. Ivan bậc đỏ nó sẽ ngon rất là nhiều với việc là con Rem đi chung với một con Ivan bậc tím nha. Nhược điểm dễ chết của con tướng này thì nó vẫn duy trì tới bây giờ các bạn. Ok rồi, và mình xin phép được kết thúc video của mình tại đây nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều, và nếu thấy hay đừng quên like, subscribe và nhấn vào chuông thông báo để xem thêm các video mới nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin chào tạm biệt. Bye bye.